số trời định sẵn, trong tháng 8 âm lịch, năm Quý Mão, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, gặp thời chúng lớn, tiền bạc phủ phê, giàu sang đại phú quý, ngày đêm công việc gánh gồng, lao tâm lao lực mới mong ấm lành, thừa tiền chưa hẳn được nhàn, bần hàn dù có phàn nàn lợi chi. Lúc hân hoan lúc sầu bi, đừng cố chấp quá làm gì khổ thân, dẫu sung túc và khó khăn, sống vui cần phải lạc quan yêu đời. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên hạnh phúc, nếu như không quá giàu có sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan sầu muộn. Tử vi học có nói, trong cuộc đời trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp. Có người ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà giàu xe sang có người hầu kẻ hạ. Nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả chắt chiu từng đồng một. Ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hàn không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Tuy nhiên, sau khi xem tử vi tướng số 12 con giáp trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, các thầy tử vi phương Đông đã chỉ rõ ai khổ thì khổ, riêng tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, có số mệnh giàu sang phú quý trong tháng 8 âm này, được các tinh cao chiếu, quý nhân nâng đỡ, đem đến nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất mạnh như diều gặp gió, kéo theo tài vận dồi dào, tiền bạc nhét chật két, đủ để sống thoải mái và dư giả cho đến cuối cuộc đời. Vậy, để biết được vận trình chi tiết của mình trong tháng 8 âm lịch năm 2023 này, thì xin mời quý anh chị tuổi Nhâm Tuất cùng theo dõi ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 8 âm của anh chị Nhâm Tuất, sinh năm 1982, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý anh chị điểm nhanh tính cách người tuổi Nhâm Tuất có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trời sinh những người tuổi Nhâm Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Bề ngoài bản mệnh khá lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm áp yêu thương gia đình và cực kỳ hiếu thảo. Người tuổi Nhâm Tuất thường rất thông minh tài giỏi, nhưng vì vận may không mỉm cười nên không được người đời trọng dụng. Đến một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ công thành danh toại và làm được những điều mình từng ấp ủ. Tử vi học có nói, sau khi kết hôn, cuộc sống tuổi này sẽ bước lên tầm cao mới, họ không những được thần tài và quý nhân phù trợ, mà còn gặp nhiều may mắn, bản mệnh sống nghĩa khí, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế và biết trân trọng sức lao động của chính mình. Vào giai đoạn trung niên, Nhâm Tuất không những tạo dựng được sự nghiệp vẻ vang mà còn có khả năng giúp chồng làm giàu, đem đến tài lộc và may mắn cho gia đạo. Họ là người thẳng thắn chính trực, giàu lòng chính nghĩa, có tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Khi thực hiện lý tưởng hay khi đấu tranh trong chuyện gì đó, họ sẽ luôn đặt sự công bằng lên trên hết, vậy nên rất được mọi người tin tưởng kính trọng. Nhâm Tuất quy củ sống có nguyên tắc trách nhiệm, khi người khác cần sự giúp đỡ của họ, Nhâm Tuất sẽ không có ý ngay mà sẽ suy nghĩ cân nhắc kỹ càng, nếu đấy là việc đúng đắn cấp bách, họ liền giúp đỡ hết sức mình. Nhâm Tuất yêu ghét rõ ràng, nếu đã coi một người là bạn, họ sẽ luôn bên cạnh người đó, cho dù có nghèo hèn hay giàu sang, thành công hay thất bại, vì thế cũng khó tránh khỏi việc bị lợi dụng tình cảm. Thế nhưng khi đã xem một người là kẻ thù, họ sẽ không bao giờ để người đó bước vào vòng tròn lãnh địa của mình. Nhâm Tuất giỏi chịu đựng gian khổ và không bao giờ lùi bước trước những nguy nan, họ bảo thủ trong hành động, không làm những việc mà mình không chắc chắn. Khi đã xác định mục tiêu một cách rõ ràng, Nhâm Tuất mới bắt đầu hành động. Người tuổi này là người có tầm nhìn xa, muốn được làm việc lớn, họ có những ước mơ cao xa hơn người thường, họ hiểu được giá trị đồng tiền nên tuyệt đối không coi nhẹ nó. Chính vì quan điểm này mà họ chấp nhận một cuộc sống khó khăn, gian khổ hơn người khác, luôn cố gắng nỗ lực trong công việc. Thực tế cho thấy rất nhiều người mệnh đại hải thủy đều có một sự nghiệp thành công, địa vị uy quyền khiến người khác ngưỡng mộ. Nhâm Tuất yêu thích tự do, ghét những công việc cẩn thận tỉ mỉ chi tiết, họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, đi chơi xa, là người có đầu óc minh mẫn, giỏi sáng tạo, dám thay đổi đa mưu túc trí, nên tuổi này thường đảm nhận chức vị cao được cấp trên coi trọng. Tuổi này phù hợp với các công việc di chuyển nhiều như ngành vận tải, du lịch, hàng hải hoặc nhà báo, phóng viên. Nếu trong lá số tử vi của họ có số ngoại giao Hồng Việt, thì làm nghề như diễn thuyết, ngoại giao sẽ phát tài, tuổi này khi kinh doanh cũng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi này cũng là người có số đào hoa, vì vậy dễ để chuyện tình cảm chi phối con đường sự nghiệp. Ngoài ra, cần phải rèn luyện sự kiên nhẫn, nhẫn nại, bình tĩnh không nên nóng vội nhất thời mà dễ làm hỏng việc. Tiếp theo xin mời quý anh chị đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính của Nhâm Tuất tháng 8 âm lịch.
Đầu tiên, về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Nhâm Tuất, nam nữ mạng, sinh năm 1982, tháng 8 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào tháng 8 âm, dưới sự phù trợ của tam hợp. Bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, khiến bạn bắt tay vào việc làm gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy dù có phải đối diện với khúc mắc gì đó, cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp được quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng nhất bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là duy trì tính kiên nhẫn của mình, chớ nên thấy chán hoặc thấy khó mà bỏ dở giữa chừng. Con đường đi đến thành công vốn chẳng bao giờ bằng phẳng, vì thế mình gặt hái thành tích cao. Bạn chớ mong mọi việc suôn sẻ từ đầu đến cuối, hãy luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những thách thức để có thể tự tin vượt qua nhé. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn cũng cần phải chú ý hơn khi giải quyết các nội dung công việc quen thuộc. Nếu bạn chủ quan thì vẫn có thể nhầm lẫn, phạm phải sai sót bất cứ lúc nào. Hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu không chỉ trong lĩnh vực mới, mà ở cả những lĩnh vực mình vốn đã quen tay làm từ lâu. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1982, tháng 8 âm lịch 2023. Theo tử vi tháng này, vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Tuất có những điểm sáng rực rỡ. Đó là kết quả tổng hợp của tinh thần nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng thử thách bản thân cũng như các yếu tố thiên thời địa lợi. Tam hợp mang đến cho bản mệnh những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Thời gian này sẽ mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Có thể coi đây là lời cổ vũ động viên thiết thực nhất, giúp bạn tiếp tục có động lực cố gắng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Hãy luôn kiên định với những hướng đi của mình. Kể cả khi vướng phải những khó khăn nhất thời, dù bạn sẽ dần gặt hái được trái ngọt, hơn nữa bên cạnh bạn vẫn luôn có bạn bè đồng nghiệp, người thân tích cực ủng hộ. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Nhâm Tuất, nam nữ mạng, sinh năm 1982 tháng 8 âm lịch 2023. Tam hợp nâng đỡ, đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tuất trở nên sáng sủa hơn hẳn trong tháng 8 âm này. Bạn hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng với các cặp vợ chồng bạn biết thông cảm và thấu hiểu với nhau. Vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần được tháo gỡ, bạn nhận ra rằng đôi khi những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, bạn cũng biết chăm lo hơn cho gia đình, tìm cách cân bằng thời gian cho sự nghiệp với cuộc sống cá nhân. Cả hai đều đồng ý rằng trách nhiệm xây dựng tổ ấm không phải nhiệm vụ của riêng ai, mà là của cả hai đều cần phải chung tay góp sức. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1982, tháng 8 âm lịch 2023. Tuy các mặt khác của cuộc sống khá tốt, nhưng xem ra vì làm việc dưới áp lực cao thường xuyên, nên con giáp tuổi Nhâm Tuất không đảm bảo được tình hình sức khỏe của mình. Ngoài ra, khi đi lại bản mệnh nhớ cẩn thận đi qua đường phải ngó trước, ngó sau, tránh họa huyết quang hay tai nạn sông nước bất ngờ do bạch hổ hung tinh gây ra. Thời tiết thay đổi thất thường, vì thế nhớ xem dự báo thời tiết trước khi ra đường, để bạn có thể chuẩn bị trang phục phù hợp cho mình, tránh vì lạnh hay nóng quá mà bị ốm lại phải nghỉ làm. Dù bận thế nào cũng phải dành chút thời gian tập luyện mỗi ngày, tuy không nhiều nhưng 15 đến 20 phút vận động cơ thể cũng có tác dụng rất tốt cho bạn đấy. Để tăng cường sức đề kháng, bạn nên ăn nhiều đồ ăn có vitamin C như cam, chanh, bưởi. Xem đến đây, chắc hẳn quý anh chị tuổi Nhâm Tuất đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi vén màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo, chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi quyết định vận mệnh của tuổi Nhâm Tuất. Sức khỏe suy nhược, thể lực của người tuổi Nhâm Tuất có dấu hiệu suy giảm, dễ mắc các bệnh vặt, nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết như cảm, sốt, ho.
Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến họa huyết quang, động chạm dao kéo, mổ xẻ, cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành đi xa, nữ mệnh cần chú ý các bệnh phụ khoa. Tuổi Nhâm Tuất cũng cần quan tâm tới sức khỏe của người thân, đặc biệt là người lớn tuổi. Nếu người lớn tuổi trong nhà có dấu hiệu khó chịu bất thường, cần phải đưa đi khám sớm để kịp thời chữa trị đề phòng bất trắc. Vấn đề về đường tiêu hóa bản mệnh cũng không thể chủ quan, nên hạn chế ăn hàng quán, thay vào đó là xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh khoa học để giảm áp lực cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Tiểu nhân xuất hiện đối với người tuổi Nhâm Tuất, họa thị phi là điều khó tránh khỏi trong tháng này. Tiểu nhân khiến mức độ cạnh tranh trong công việc tăng cao. Những kẻ ganh ghét có thể sẽ cố tình gây ra những sự cố, khiến cho con giáp này mất nhiều thời gian để giải quyết triệt để, mọi việc lỡ dở tốn công tốn sức khắc phục. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tổng quát vận hạn tháng 8 âm của anh chị tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982 và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng Nhâm Tuất, sinh năm 1982. 1. Sao chiếu mạng. Tháng này nam mạng tuổi Nhâm Tuất có sao Vân Hớn chiếu mệnh, một sao bán hung bán cát trong hệ thống cửu diên niên hạn. Nam Nhâm Tuất nên chú ý giữ gìn nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn vào tháng 8 âm lịch. 2. Hạn tuổi. Trong tử vi chọn đời, tuổi âm lịch của nam tuổi Nhâm Tuất sinh là 42 tuổi, gặp hạn Thiên La, đây là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm. Đối với các tuổi, chủ về tâm lý không ổn định, gia đạo dễ nảy sinh mâu thuẫn. Vì vậy gặp hạn này nam nhân tốt cần lưu ý nhiều hơn để làm đúng theo luật pháp và đạo đức, giữ gìn phát ngôn và ứng xử đúng mực để bản thân an toàn. 3. Tứ trụ, thiên hòa địa hòa. Xét tử vi Nhâm Tuất nam mạng, tháng này bản mệnh có nhiều ý tưởng mới trong công việc và được hợp thời, do đó mọi việc hanh thông, nhờ được bạn bè và quý nhân trợ giúp. 4. Vận niên. Vận niên nam Nhâm Tuất là hầu thực quả, nghĩa là khỉ thỏa thích ăn hoa quả, loại trái cây yêu thích, vận niên này rất tốt đẹp, báo hiệu nhiều may mắn, công danh thăng tiến như rồng gặp mây, kinh doanh buôn bán thu được nhiều tài lộc. Tuy nhiên, để tránh bị ghen tuông nghi kỵ thì bản mệnh nên cẩn thận giữ mình và thủy chung. 5. Hóa giải sao hạn. Tổng quan tử vi tuổi Tuất 1982 nhìn chung là khá tốt đẹp, tuy nhiên năm nay gặp sao bán hung Vân Hớn và hạn Thiên La, người tuổi Nhâm Tuất nam mạng, nếu có thể nên hành thiện tích đức cho đi không cần nhận lại, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ được hưởng phước báu lâu bền. Bên cạnh đó, người nam tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể làm lễ cúng giải sao hạn, nghi thức cần trang nghiêm, thực hiện kính cẩn, nhưng không cần phải sắm sửa quá xa hoa lãng phí, người thành tâm chính trực lương thiện sẽ được phù trợ. 6. Vật phẩm phong thủy. Để giảm những ảnh hưởng xấu của sao hạn, hạn tuổi, quý bạn tuổi Nhâm Tuất có thể sử dụng vật phẩm phong thủy do được vật A-di-đà hộ mệnh, nên người sinh năm 1982 có thể đeo mặt Phật bản mệnh A-di-đà như có Đức Phật Hiền Linh dẫn đường chỉ lối, tránh xa khỏi điều ác, giúp cuộc sống thuận lợi, công việc thăng tiến. Tiếp theo là nữ mạng Nhâm Tuất, sinh năm 1982. 1. Sao chiếu mạng. Nữ mạng tuổi Nhâm Tuất có sao La Hầu chiếu mạng, đây là một hung tinh chủ về thị phi, tranh cãi trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Do đó, nữ mạng Nhâm Tuất 1982 cần cẩn trọng hành động, lời ăn tiếng nói không làm mất lòng người khác. Trong chuyện tình cảm gia đình, bản mệnh nên dành thời gian chăm sóc kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm yêu thương. Điều này sẽ giúp không khí gia đình hòa thuận, bản mệnh có thêm năng lượng và tinh thần để tạo ra cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc. 2. Hạn tuổi. Trong tử vi chọn đời, tuổi âm lịch của nữ tuổi Nhâm Tuất là 42 tuổi, gặp hạn Diêm Vương nên cần cẩn thận về tiền bạc và thị phi. Bản mệnh năm này chú ý giữ gìn tiền bạc cẩn thận nên gửi tiết kiệm để vừa đảm bảo an toàn vừa sinh lời. Về mối quan hệ xã hội thì nên đề phòng thị phi hiểu nhầm, không nên nóng giận mất khôn, gặp việc gì cũng bình tĩnh giải quyết thì sẽ có lợi hơn. 3. Tứ trụ, thiên hòa địa hòa. Xét tử vi Nhâm Tuất nữ mạng bản mệnh có thể phát huy được năng lực khá tốt, tất cả mọi công việc sẽ gặp được thuận lợi, có sự giúp đỡ từ bạn bè hay người thân quen. 4. Vận niên. Vận niên nữ Nhâm Tuất là hầu thực quả, có nghĩa là khỉ ăn trái cây rất tốt. Trong vận niên này, bản mệnh làm gì cũng đều có lợi, kể cả việc lớn hay nhỏ. Việc kinh doanh mua bán thuận lợi, nếu biết giữ chữ tín thì sẽ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ. 5. Hóa giải sao hạn. La Hầu dù là sao xấu nhưng vẫn có nhiều cách để hóa giải. Một phương pháp truyền thống dân gian trong số đó là cúng dâng sao giải hạn.
Việc này sẽ giúp bản mệnh cảm thấy yên tâm hơn, vững vàng vượt qua được những khó khăn trở ngại. Ngoài ra, để thu hút nhiều may mắn và năng lượng cát khí, bản mệnh nên sống chân thành không ích kỷ, tích cực giúp đỡ và sẻ chia. Theo quan niệm Phật giáo thì đức năng thắng số, bản mệnh làm việc tốt sẽ tạo thêm phước báu cho bản thân và gia đình, ngày càng hưng vượng và giàu có. 6. Vật phẩm phong thủy. Để giảm bớt những ảnh hưởng xấu của sao hạn, hạn tuổi, quý bạn tuổi Nhâm Tuất có thể sử dụng vật phẩm phong thủy. Do được Phật A-di-đà hộ mệnh nên người sinh năm 1982 có thể đeo mặt Phật bản mệnh A-di-đà như có Đức Phật hiển linh dẫn đường chỉ lối, tránh xa khỏi điều ác giúp cuộc sống thuận lợi, công việc thăng tiến. Và ngay bây giờ xin mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn trong tháng 8 âm lịch ngay sau đây. Sinh tháng 1 âm lịch. Sinh vào tháng 1 âm lịch, tuy người tuổi Nhâm Tuất có nhiều lý tưởng và tham vọng, nhưng vì không gặp thời nên khó bề thi triển sức mình. Muốn giành được thành công chẳng mấy dễ dàng, nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn đi từng bước nhỏ vững chắc thì có thể thay đổi vận mệnh, cuối đời tài lộc có dư dôi. Sinh tháng 2 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Nhâm Tuất theo 12 tháng sinh âm lịch, bản mệnh sinh tháng này tinh thần không vững vàng, họ có thể tự lập, càng không nói đến chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Trong đời bản mệnh gặp phải khá nhiều hoạn nạn, lúc nào cũng có chuyện phiền phức khổ tâm, tài lộc không dư giả được như người khác. Sinh tháng 3 âm lịch. Tuy người sinh tháng này không phải đại phú đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phước, bản mệnh tài đức song toàn được nhiều người ngưỡng mộ. Nhờ tinh thần ham học hỏi luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, nhưng sớm muộn gì cũng tự mình làm nên sự nghiệp. Sinh tháng 4 âm lịch. Bản mệnh chí dũng song toàn, tài năng xuất chúng dường như có thể làm được tất cả mọi điều. Chính vì vậy nên dù là con đường tài lộc hay con đường sự nghiệp, bạn cũng có thể gặt hái được thành công, khiến cho bao người thầm mong ước. Sinh tháng 5 âm lịch. Người này có đầu óc lanh lợi thông minh, giỏi quan sát thời thế, nên thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, mưu sự tất thành. Bản mệnh có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan trở ngại để giành lấy những gì mình muốn, phúc lộc lâu dài. Sinh tháng 6 âm lịch. Căn cứ tài lộc tuổi Nhâm Tuất theo 12 tháng sinh âm lịch, bản mệnh sinh tháng 6 âm lịch, thời trẻ chuyện học hành suôn sẻ, thông minh hơn người, dù đi đến đâu cũng có được nhiều người yêu mến. Nhờ có ý chí có tham vọng, lại thêm tính cách kiên cường, dám nghĩ dám làm, có tố chất lãnh đạo nên tương lai sẽ có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Sinh tháng 7 âm lịch. Người sinh vào tháng 7 âm lịch thân thiện cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh, nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì chắc chắn sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Sinh tháng 8 âm lịch. Nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện, người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả cơ cực trong đời. Được hưởng cuộc sống an lạc thảnh thơi, phú quý lâu dài, tính cách hào sảng nhiệt tình khiến bạn luôn sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Sinh tháng 9 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này học rộng biết nhiều, lại thông minh cơ trí, song không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt mà vẫn cần phải cố gắng nỗ lực mới có được những gì mình muốn. Từ hậu vận, bạn bắt đầu phát tài phát lộc, tiền của dư giả trong nhà. Sinh tháng 10 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Nhâm Tuất theo 12 tháng sinh âm lịch thấy rằng bản mệnh là người có thể chịu khó chịu khổ, ăn gió nằm xương để thực hiện lý tưởng của mình. Tuy nhiên vì không gặp được nhiều may mắn nên chỉ có thể thành công nhỏ, tài lộc bình thường, nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Sinh tháng 11 âm lịch. Người này sinh không gặp thời, thời trai trẻ phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn, khiến tiền bạc đủ đầy. Là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình nhưng tính tình lại nóng nảy, nên họ dễ làm mất lòng người khác. Sinh tháng 12 âm lịch. Người này sống khoan dung độ lượng, có trước, có sau, cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc giành được nhiều cơ hội phát triển, cũng như dễ để gặt hái thành công hơn, tiền bạc cũng dư giả hơn. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tâm hồn giống nhau, năng lượng như nhau, khi gặp được người có cùng suy nghĩ với mình, bạn cảm giác như thế nào? Có thể bạn sẽ nghĩ hai người có năng lượng giống nhau không hẹn mà gặp. Trường năng tương tự sẽ gắn kết những người có cùng quan điểm lại với nhau. Điều bạn muốn chính là điều đối phương muốn. Điều bạn cho là đáng giá thì đối phương cũng cho là đáng giá. Nguyên tắc và mục tiêu theo đuổi của bạn cũng vừa khớp với những gì đối phương mong muốn. Có một câu nói như thế này,
Chỉ khi có tâm linh tương thông, họ mới có thể cùng nhau xem ngắm sự lên xuống trong cuộc đời. Chỉ những người có tâm hồn đồng điệu, họ mới có thể nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn trong trái tim nhau. Trong một mối quan hệ như vậy, một người mới thể hiện rõ được chính mình và có được cảm giác an toàn nhất. Tất cả các mối quan hệ lâu dài không phải là sự lựa chọn tình cờ, mà là kết quả của những người cùng chí hướng. Tâm đã hiểu nhau thì không cần nói cũng hiểu, tình đáng nhớ thì chẳng nói cũng thương. Hai người thực sự hợp nhau thì dù ở cùng nhau trong hoàn cảnh nào cũng cảm thấy thoải mái, cho dù họ ở cách xa rất xa nhau, cũng không làm nguôi ngoai nỗi nhớ về đối phương. Hãy tin tưởng rằng khi phải sống trong sơn cùng thủy tận, người đó cũng sẽ vì bạn mà trèo đèo lội suối tìm đến, mang đến cho bạn niềm vui, là người đồng hành cùng bạn đi qua năm tháng cuộc đời. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch, năm Quý Mão 2023, cho người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.